Tại sao không có ai nói cho tôi biết là quán này mới update thêm một loạt món khai vị mới nhở? Nhìn quầy like đồ sộ món mới đã cái nư ghê. Nhìn như thế này chắc không ai nghĩ đây là một quán nướng đâu nhở? Mình thì đi 4 đứa vào buổi trưa mà mỗi đứa chia ra không đến 150.000. Từ rau đến thịt đến nầm đến bò đến khai vị. Mà quầy khai vị còn có cả đèn giữ nhiệt cơ. Đi ăn nướng thôi mà mình cứ ngỡ như mình đang ở một quán ăn Hàn Quốc ấy. Chỉ thế thôi là các bạn đã được ăn toàn bộ món mới. Các loại salad, nộm xoài, kim chi cho đến cá chiên sốt kem, tteokbokki, sủi cảo hay là cơm cuộn. Ê, còn có thêm cả sườn cay nữa cơ. Khai vị luôn trong tình trạng được ăn nóng nhá. Về chấm thì được lấy sốt trứng muối với cả phô mai kéo sợi, thoải mái. Lần này quay lại đây thì đúng là lên một tầm cao mới thật. Buffet nước thả ga thì thêm 29k một người. Còn tráng miệng với các loại kem sữa chua thì thêm 15k ăn thoải mái luôn. Để mà ăn hết được chỗ này thì phải gọi là mệt nghỉ luôn ấy. Quay lại thì tráng miệng hay rau tất cả đều tự lấy nhá. Quan trọng là refill cũng nhanh đi. Em mà một điểm mình thích nhất ở đây nữa là rõ ràng đi ăn nướng nhưng mà ngồi điều hòa mát lạnh, bật thêm cái quạt nữa thì rét luôn ý. Nói đi cũng phải nói lại, quán này thì anh em chùa láng chắc là quen mặt rồi. Nhìn cái kiểu mô hình với cả bát đĩa là biết ngay ở đâu mà. Được đấy, quán to rộng hợp lý để tụ tập. Thế này thì tội gì mà ngồi vỉa hè cho nó nóng ra. Lâu không ăn thì cũng thấy là thay đổi nhiều. Hay còn có cả nướng giấy nến nữa này. Nướng kiểu này thì ít khi cháy đồ lắm. Không ai kéo sợi đây đỉnh lắm nha. Nhìn cái sợi kéo là biết rồi mà. Không thích thì mọi người chấm sốt trứng muối hoặc là sốt Hàn Quốc hoặc là sốt me. Đấy là tùy mọi người, cách ăn của mọi người thôi. Còn đây là gangbuk. Tiếp tục series food tour chùa láng thì hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn thịt xiên nướng, trứng chén nướng rồi bánh mì nướng muối ớt rồi cùng dạo một vòng chùa láng xem có gì nhá. Quán bánh mì thịt xiên nướng ở 93 chùa láng thì anh em không xa lạ gì rồi. Ở đây có bánh mì thịt xiên với cả súp gà rất là ngon luôn. Quán thứ hai thì quá là quen thuộc với anh em rồi. Bánh tráng nướng và trứng cút nướng ở đây siêu đỉnh. Tầm 30 đến 35k một đĩa. Mình mê trứng cút nướng nhà này nhá, lúc nào cũng nướng nóng hổi mà mềm thơm lắm. Dạo quanh khu chùa láng thì thấy quán Ohio Coffee này to, mặt tiền rộng. Tono phù hợp cho anh em ra làm việc hay là học nhóm. Đồ uống không quá đắt, từ 30 đến 65k. Không gian 3 tầng để co kiểu nhẹ nhàng ấy. Ngoài các loại cà phê, trà, nước ép, đồ đá xay thì còn có những món signature mà mọi người cũng có thể gọi. Menu thì mọi người tham khảo ở bên trên mình có để rồi nhá. Ngoài ra thì trên tầng 3 cũng có một quầy dành cho các bạn thích đọc sách. Đấy, giới thiệu đến thế thôi, còn trải nghiệm là ở các bạn. Lần này thì bọn mình có gọi 3 loại banana, còn phúc bồn tử với cả chuối. Màu hồng xinh xỉu bên trên còn được phủ một lớp hạt nữa. Nước ép cam xoài và cà phê Ohio signature. Nhìn chung thì đồ uống ổn, không gian rộng. Món cuối cùng trong series này là bánh mì nướng muối ớt. Quán này chắc mòn mặt với anh em chùa láng rồi nhỉ. Suất này thì người ta sẽ nướng lên rồi quét thêm một lớp bơ, rồi thêm mayonnaise với cả bò khô, gà khô với ruốc, mà rẻ lắm, có 20k thôi. Để mình kể tiếp cho mọi người nghe câu chuyện mình thuê phòng mà không được nuôi chó mèo. Chả là mình thuê được một căn chung cư mini tìm ở trên Phở Bò thôi. Có các bạn sale, các bạn môi giới mình ấy, bạn ấy có gửi cho mình thông tin giá phòng, dịch vụ phòng, giá điện nước các thứ các kiểu ấy. Xong rồi mình cũng qua để chốt phòng nhưng mà mình vẫn còn hợp đồng ở bên nhà cũ, nên là bạn quản lý ở đấy có cho giữ phòng 7 ngày. Cho đến hôm mình chuyển đồ sang vào buổi sáng, dọn dẹp sạch sẽ mất gần một củ tiền thuê người chuyển. Đến tầm 5-6 giờ chiều thì bạn quản lý qua thì vào phòng mình làm hợp đồng thì mới tá hỏa ra là ở đây không được nuôi động vật. Và sau một hồi nói chuyện thì phương án giải quyết ở đây là gì ạ? Bạn ấy cho mình ở thêm mấy ngày để mình tìm phòng mới, như là ở ngày nào thì tính tiền ngày đấy. Thì trước đó mình cũng có cọc cho bạn đấy rồi, và cũng như là lỗi này cũng là của hai bên, một bên không hỏi và một bên không nói, nên là thôi cũng đành chấp nhận phương án giải quyết như thế, đúng không? Bạn ấy nói là bạn ấy mất 7 ngày bỏ trống phòng, còn mình mất tận gấp đôi mà. Mình mất 2 lần tiền chuyển phòng mà. Xong đến khi hôm nay mình trả phòng, mình nhắn tin cho bạn ấy bảo là qua để thanh toán giúp mình. Thì bạn ấy bảo là qua để check phòng cái đã, mình ok đúng không? Đến một ngày rồi không thấy bạn ý ý ới gì cả, thì bây giờ mình nên làm gì tiếp theo hả mọi người? Đấy là kể để hỏi ý kiến mọi người vậy thôi. Bây giờ quay lại đồ ăn này. Năm nào ngày thất tịch mình cũng ăn đầu đỏ rồi mà có bao giờ thấy bóng dáng người yêu đâu. Hôm nay đổi vía đi ăn chay đi. Một quán chay nổi nhất về bún riêu và phở bò. Menu được thay đổi theo ngày, theo mùa, rất là nhiều món ăn, phải lên tới 40 món, 50 món cơ. Liên tục update menu đi ăn có mà không thể nào mà hết nổi món ấy. Thề là cái quầy like nó đa dạng bắt mắt cực kỳ. Bạn nào muốn biết thông tin về quán này thì phải xem đến hết clip nha. Đồ ăn thì nhiều vô kể rồi, mình không thể kể hết được đâu, mọi người phải tự trải nghiệm cơ. Các loại bánh trái à, mà còn sắp Trung thu nữa đấy, chắc lại sắp có bánh Trung thu rồi. Tất cả các thứ ở đây đều là đồ chay hết. Không gian cũng xinh cơ. Thì đây là quán chay Tâm Hoài An ở 54C Đặng Thái Mai.